What's your name? Oh no, I'll never be the same. Oh, you've been changing me. From trying so hard not to play the fool, to do you know that you're beautiful. Oh, you've been changing me. Just take some time, but little by little, yeah, we'll get it right. Các anh, các chị và các cháu đại diện cho họ nhà gái, hôm nay được sự ủy quyền của bố thân sinh của cháu Kim, bố mẹ thân sinh cháu Kim, tôi thay mặt cho họ nhà gái có đôi lời phát biểu. Thứ nhất là xin cảm ơn họ nhà gái đã tạo điều kiện và tiếp đón họ nhà trai chúng tôi rất là chu đáo. Thứ hai, hôm nay ngày lành tháng tốt, đại diện cho gia đình tôi có cơi trầu đến để ăn hỏi và xin họ nhà gái chấp nhận cho cái lễ ăn hỏi của chúng tôi. Xin cảm ơn. Kính thưa hai hộ, thưa các vị khách quý và các bạn thanh niên, cũng được sự ủy quyền của bố mẹ cháu Phương thì em cũng là chú ruột của cháu và cũng xin có đôi lời. Trước hết thì gia đình cũng xin cảm ơn họ nhà trai đã có cơ trầu đến đây để xin hỏi cháu Phương về làm dâu trong gia đình.
cũng mong mỏi rằng sau này hai cháu được hạnh phúc, cũng xin được phép cảm ơn họ nhà trai và cũng xin được phép được nhận lễ, và cũng từ hôm nay coi được như coi cháu Kim như là một người con rể tốt, một người chồng tốt, và cũng xin gửi gắm được cháu Phương về với gia đình bên nhà trai. Mong rằng hai bên gia đình cùng chung tay dạy dỗ các cháu. Không biết nói gì hơn thì cũng xin được cảm ơn đến toàn thể hai họ và các vị khách quý và các bạn thanh niên. Với các bác, hôm nay gia đình nhà trai có cơ chầu đến để ăn hỏi cháu Phương. Thì xin mời mẹ của cháu Phương và mẹ của cháu Kim lên chào lễ vật. I've been to Paris, made my way down to Rome, seen the sun setting on the beach in Mexico, but I could care less, 'cause I was all alone, and there ain't no way to touch your body over the phone. I've been all around the world, done all there is to do, but you'll always be the home I wanna come home to. You're a wild night with a hell of a view, there ain't no place, ain't no place like you. There ain't no place, ain't no place like you. You're my daybreak. Xin chào, vỗ tay cho hai bà thông gia chào lễ và nhận lễ. Nghi thức chào lễ nhận lễ ra xong, xin mời gia đình nhà gái cho hai cháu được thắp hương tổ tiên. Wherever you are, baby, that's where I wanna be. But you'll always be the home I wanna come home to. You're a wild. Hôm nay ngày lễ ăn hỏi của hai cháu Thanh Phương và Văn Kim được sự đón tiếp của gia đình nhà gái và nhà trai hôm nay đã là buổi lễ ăn hỏi cho hai cháu. Tuy thời tiết có hơi lạnh tí nhưng mà cái niềm hạnh phúc cũng như của hai gia đình rất là vui. Thì sau khi lễ dâng hương tổ tiên xong thì cũng xin ông bà và các anh các chị cũng đại gia điện của các bác của họ nhà gái chấp nhận cho cháu Kim và cháu Phương hôm nay đã là làm lễ ăn hỏi, đã mọi việc đã tương đối là xong. You're wearing that dress I like, those heels make you 6 feet high, and in the taxi you're trying to put your makeup on while singing the words to your favorite song. My God, it's been a while since the last time I saw you smile. Sometimes life gets so crazy that we can forget all the little things we did back when we first met. Suddenly the room grows quiet, I'm lost in your eyes. It feels like we're all alone as the lights go on. It's getting late, wish we could stay like this forever. Tốt giờ tốt lễ để xin vào cho gia đình nhà gái để thắp hương này tỏ cho các cháu. Em cảm ơn bác ạ. Kính thưa tất cả các cô dì chú bác anh chị em của hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự ủy quyền của bố mẹ thân sinh ra chú cháu Kim, tôi cùng đại diện của nhà trai
đến để nhà gái để xin cháu Thanh Phương về làm dâu cho gia đình. Hôm nay thì phái đoàn nhà trai chúng tôi đến đây cũng thành phần gồm có bố của chú rể, mẹ của chú rể, bác của chú rể, anh chị gái và con rể của bên chú rể cùng với chú Nguyễn Xuân Hiệp, và tôi cùng với tất cả các bác đến đây để xin cháu về làm dâu cho gia đình. Xin chân thành cảm ơn các bác. Cũng xin kính thưa hai họ, thưa thân toàn thể các quý vị, ngày hôm nay thì là ngày hai cháu nên nghĩa vợ chồng. Cũng xin được chúc hai cháu hạnh phúc, mạnh khỏe và trăm năm hạnh phúc. Về phía bên nhà gái thì hôm nay để đón tiếp với bên nhà trai thì cũng xin giới thiệu đây là ông Quảng, là ông của cháu. Tiếp theo là đến bác Huy, là bác của cháu, và bên bác Vân là vợ của bác Huy đây. Tiếp là đến có cậu cháu là ngồi cuối kia, cũng vừa kịp đến đây. Mẹ cháu, và đây là cô của cháu, là vợ của em. Cũng sau đây cũng xin được phép dẫn cháu Phương ra và xin trao lại cho anh Kim, cho một cái gia đình bé bé và một cái gì đấy nó to to hơn. Vâng, em xin hết ạ. Just another love song from a simple man. Xin giới thiệu với hai họ, đây là nhân vật chính thứ hai của ngày hôm nay, cháu Phương. Đến bây giờ là xin trao lại cháu cho cháu Kim. Like your oxygen, be my atmosphere. Let me breathe you in so I can try to tell you I love you. I've been lost, I've been found, but I know I am now, I am yours. Để trước khi cũng để xin thưa với hai họ là để trước khi đưa cháu Phương lên xe hoa về với nhà chồng thì bên gia đình nhà gái cũng có một chút quà lưu niệm để tặng cháu, để cháu lên xe hoa về nhà chồng. I was free falling through the open sky till you smiled at me and you saved my life and I knew I was put here to love you. Em gái của cháu Phương cũng có một món quà để tặng Kim. Swimming in your eyes, I'm an open book. When you look in mine, you find that I was put here to love you. Tiếp theo nữa thì là có món quà của bà nội là Việt Nam cũng đã gửi sang đây để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. I know I am now, I am yours. I am yours now and always. Tiếp theo nữa là một món quà của bà ngoại, bà xin gửi từ Việt Nam gửi tặng cho hai cháu. Và cuối cùng thì là một món quà đến từ của hai bác Nga Đông, là bác của cháu Phương. Xin kính thưa quan viên hai họ cùng tất cả các cô dì chú bác anh chị em, đến giờ nành tháng tốt, gia đình nhà trai xin phép gia đình nhà gái được đón cháu Thanh Phương về làm dâu làm con cho gia đình. Chúng tôi cũng xin kính mời tất cả các bác anh các chị cô dì chú bác đưa cháu Thanh Phương về nhà đẻ trai để làm lễ vu quy và dùng với gia đình bên nhà trai bữa cơm trưa. Bây giờ cũng là đến giờ rồi thì xin phép tổ tiên ông bà cùng tất cả dòng họ của gia đình nhà gái cho cháu Văn Kim được đón cháu Thanh Phương về nhà.
Vâng, và cũng xin thay mặt nhà gái thì cũng đã đến giờ tốt để đưa hai cháu về chung sống trong cùng một gia đình. Thì gia đình nhà gái cũng nhất trí và cũng để mời các vị. Thì chúng ta cùng khởi hành để đưa cháu Phương về với cháu Kim và cùng gia đình bên chỗ bác Bảo đây. Và bên nhà gái thì cũng sẽ tháp tùng cháu về đến nhà trai. Xin cảm ơn anh ạ. Never was an early riser, used to being up all night. Never saw the morning light quite like I do now. Never said no to a party, never started saving money. But everything is different since you've been around. It's the way you're smiling at me, it's in the way you hold my hand. It's the way I've watched you change me from a boy into a man. It's a million things about you and I don't know what it is, but I've never known a love like this. Never used to get excited to sit here in the silence, holding on to something the way I'm holding you. Didn't used to know how fast time was. Báo với các ông các bà của hai họ giờ phút lễ thành hôn của hai cháu Văn Kim và Thanh Phương đã hoàn thành. Ông bà tổ tiên của hai dòng họ đã chứng giám cho hai cháu nên vợ nên chồng, và hai họ cũng đã chứng giám cho hai cháu ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì bên nhà trai thì đã có cô dâu Hiền và nhà gái đã có rể Thảo. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, đại diện cho hai bên gia đình, nhà trai, nhà gái, kính thưa các vị khách quý cùng tất cả các con cháu anh em trong đại gia đình của hai bên. Cháu Kim và cháu Phương qua một cái thời gian rất là dài tìm hiểu, có lẽ là tình yêu của các cháu tới 10 năm đúng không ạ, yêu nhau tới 10 năm thì tình cảm của các cháu đã đến hồi chín mùi. Thể theo cái nguyện vọng của hai cháu cũng như được sự nhất trí của hai bên gia đình, hôm nay hai gia đình chúng tôi tổ chức một cái lễ lễ thành hôn, nhưng mà gói gọn trong cái tình cảm gia đình. Rất là cảm ơn các cụ công các bà đã bớt chút thời gian cũng như đường xá xa xôi để về đây dự cái buổi lễ thành hôn của hai con. Hai con yêu quý, Kim và Phương yêu quý, từ ngày hôm nay chúng con đã lên vợ lên chồng. Bố chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc, sống yêu thương nhau đến trọn đời. Chúc cho hai bên gia đình của chúng ta ngày càng đoàn kết và gắn bó. Cuối cùng một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý vị, và cũng thay mặt cho gia đình tí mời các cụ công các bà, các anh chị em, con cháu dùng một cái bữa tiệc nho nhỏ cùng với gia đình chúng tôi. Xin được kính thưa hai họ, kính thưa các vị khách quý và các bạn trẻ, bạn của hai cháu cô dâu và chú rể. Có thể nói là đến cái giờ phút này thì công việc của các cháu là đã hoàn thành và rất là tốt đẹp, không có bất cứ một cái vấn đề gì cả. Và cũng đặc biệt hôm nay xin cảm ơn đến các vị khách quý, các ông, các bà, các anh, các chị và các bạn đã bớt chút thời gian đến đây để chung vui cùng với hai gia đình. Và cũng xin đặc biệt hơn nữa là cảm ơn bên gia đình hai bác Bảo và bác Liên này đã tổ chức một cái buổi tiệc để chúc mừng cho hai cháu nên duyên chồng vợ. Trong một cái không khí Giáng sinh cũng đang về, năm mới cũng sắp sang,
Thì cũng xin được thay mặt họ nhà gái xin gửi lời chúc đến tất cả hai họ, các bạn trẻ, các quý vị khách một Giáng sinh thật là an lành, ấm áp, một năm mới mạnh khỏe và tràn ngập niềm vui. Và chúc cho hai cháu được hạnh phúc viên mãn và luôn luôn yêu thương nhau. Dạ xin hết ạ. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broke. Every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broke. 'Cause I need you to see that you are the reason.